Trời đất ơi, mẹ ơi mẹ, con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, hôm nay chỉ mới có 28 Tết à. Đã có tới Tết đâu mà mẹ lo dữ vậy. Với lại công ty con á là công ty nước ngoài, người ta không có nghỉ Tết. Dạ, con trai của mẹ là thạc sĩ kinh tế về quản lý môi trường. Công ty của con bây giờ còn cả đống dự án về ngăn chặn khí hậu toàn cầu nè, xử lý hiệu ứng nhà kính nè. Dạ. Dạ. Mẹ ơi mẹ, sếp con gọi. Qua Tết một cái là con chạy về con thăm mẹ liền. Mẹ giữ gìn sức khỏe, ăn Tết vui vẻ nha mẹ. Dạ dạ, con chào mẹ. Alo. À dạ, anh đặt xe đúng không ạ? Dạ rồi, dạ rồi. 3 phút nữa em tới liền. Dạ. Mẹ non. Gọi giùm em cái. Cảm ơn anh đẹp trai. Rồi. À, tôi đi nha. Cảm ơn anh. Ủa? Anh bị sao vậy? Về vậy mà kêu anh à, hiểu rồi à, chị kêu em thì đúng hơn á. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha, tôi đi. Ủa? Anh có quên gì không? Nãy trên chuyến xe mình có nợ nha một tí ân tình á. Tôi nhớ là đâu có nợ gì đâu. Anh sao mà quên quá. Nãy anh chở em qua đây nhiêu tiền? 20 ngàn. 20 ngàn? Ừ. Em xài có khuyến mãi nhiêu tiền? À, cái cốt khuyến mãi của chị là 30 ngàn. 30 ngàn trừ 20 ngàn còn 10 ngàn. 10 ngàn em đâu? 10 ngàn trong tiền khuyến mãi hả? Dạ. Chị vui tính quá à. Trời ơi, gặp 100 khách như chị chắc em chết quá. Ủa là sao anh? Để em giải thích cho chị dễ hiểu nè. Cái cốt này là không có cái luật nào mà thối tiền thừa khuyến mãi cho khách đâu. Chị hiểu không? Anh vui tánh quá à. Làm gì có cái luật nào mà không thối tiền thừa cho khách đâu, anh kỳ quá à. Chị không hiểu hay chị cố tình không hiểu vậy? Em hiểu. Tất cả những gì anh nói anh hiểu không? Tức là tượng đó của anh đây là 20 ngàn nhưng mà sẽ có khuyến mãi 30. Thì còn 10 ngàn em đâu. Trời ơi trời. Bây giờ để tôi ví dụ như vậy cho chị dễ hiểu nè. Dạ. Nha. À, chị có xài mạng không? Dạ có. Chị xài mạng gì? Mạng nhện. Em ế lắm, mạng nhện nhiều lắm. Vậy vậy là mạng nhện đóng đúng rồi. Không phải, nhưng mà tôi không có hỏi là mạng đó, tôi hỏi mà không có mạng. À, mạng quả. Em mạng quả, em hợp cho đồ đỏ lắm cho nên đi đâu cũng có mạng đồ đỏ chứ. Không phải hỏi mạng ngũ hành. Ủa? Tôi muốn hỏi chị xài mạng điện thoại gì? Mạng Vina. Đó, mạng Vina đúng không? Vina. Bây giờ nè, mạng Vina khuyến mãi cho chị 30 ngàn tiền gọi nội mạng. Dạ. Nhưng mà không biết cái gì, cái lý do gì đó mà ví dụ như là chị đi đánh ghen nè, chị đi giật chồng nè, chị đi đòi nợ hay chị đi đâu đó mà chị bị tắt tiếng, chị đó không được. Không có, không hề đó, giờ em hèn lắm. Em không có biết chửi ai hết, em hèn lắm. Không chị có. Hiền lắm à. Rồi, thì lý do gì đó mà chị tắt tiếng, chị chỉ có sử dụng 20 ngàn thôi. Dạ. Thì không có cái mạng nào trả cho chị 10 ngàn kia hết á. Đó. Tại vì tháng nào chị vẫn phải đóng tiền thuê bao, đúng chưa? Ủa chị là hiểu không? Anh đang nói tiền thuê bao. Đúng. Em xài mạng trả trước. Em xài thẻ cào không ạ? À? Anh không hiểu hay là anh cố tình không hiểu? Bây giờ em sẽ giải thích. Em lấy ví dụ cho anh nha. Bây giờ ví dụ nha, em ăn phở đi. Rồi, chị ví dụ, vụ ăn uống này dễ hiểu nè. Dễ hiểu. À, chị bắt đầu hiểu vấn đề rồi. Một tô phở 30 ngàn. Đúng, 30 ngàn. Ừ. Rồi cái tự nhiên bữa đó làm sao ma xui quỷ khiến làm sao người ta khuyến mãi cho em cái chén trứng gà 10 ngàn bạc. Rồi là 40 ngàn. Đó, mà em không ăn chén trứng gà đó. Em cầm chén trứng gà đó em bưng về nhà cho cha, cho mẹ, cho dòng họ, nội ngoại, bà cô nội, bà cô ngoại của em ăn. Thì vẫn là 10 ngàn đó, chén trứng gà đó là của em chứ. Chị tính vậy chắc là tôi thiệt, tôi lại gì, tôi lại chị. Tôi lại chị. Tôi bây giờ làm sao đây, thôi, tôi không nói chuyện với chị đâu. Anh định đi hả? Không được nha. Anh phải đưa tiền cho tôi đó. Chị làm gì vậy? Anh phải đưa 10 ngàn cho tôi, anh đưa 10 ngàn cho tôi đó, tôi la làng. Ôi chị đừng có vô lý, chị tránh ra. Tôi la làng, bớ người ta. Trời ơi, cái gì mà xui, không thể có từ nào mà diễn tả được luôn. 29 Tết rồi, hôm qua thì ăn một cái tát không biết lý do tại sao,
Đã vậy tối về còn bị bể bánh xe. Ôi trời ơi, có khi nào hôm qua mình gặp con nhỏ nó ám mình không ta? Ủa? Ê, đứng lại. Nè, tại sao hôm qua cô... Thì ra là do cô không có tiền cho nên cô mới nghĩ ra cái trò đó. Thôi xin lỗi anh chị hôm qua. Cái chuyện mà cô đánh tôi đó hả? Tôi nghĩ là chắc chắn nó không có đau bằng cái mà anh ta đánh cô đâu. Nghĩ đời cũng ngộ thiệt. Ý anh là người ta đánh tôi mà tôi còn... Tôi em bị ăn một cái tát từ cô vì anh ta. Còn cô... Vì sao mà lại ăn cái tát của anh ta vậy? Nghe anh nói chuyện giống như là... Không phải làm xe ôm. Chứ giống sao? Giống như người có ăn học đó. Tôi học nhiều nữa là khác. Nhưng mà cái nghề cuối cùng tôi chọn là xe ôm công nghệ. Thanh chở tôi đi đi. Chở cô đi? Ừ. Đi đâu? Đi làm. Làm gì? Đi rồi biết. Nay 29 Tết rồi anh ế thấy mồ à. Anh mày đặt. Tôi ế thì là cái chuyện của tôi. Nhưng mà ai cũng được. Riêng cô tôi không có chở đâu. Vậy ha. Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nè. Lại là anh. Anh Chị lại là chị nữa hả? Ủa chứ bộ chị đang đi coi bói gần đây hả? Coi bói gì? Bữa nay 29 Tết là coi bói gì nữa? Mùa này là mùa kiếm ăn của tôi đó. Công ăn chuyện làm của tôi nằm ở đây hết đó. Mà tôi phải bỏ 3-4 mối, 3-4 con đồng đang đợi tôi đi coi bói. Mà tôi phải bỏ tôi đi theo anh đó. Bây giờ anh có trả cho tôi không? 10.000 bạc anh có trả cho tôi không? 10.000 gì nữa trời? Trời ơi, anh vẫn lì từ hôm qua giờ. Tôi giải thích anh bao nhiêu lần rồi là anh phải trả tôi 10.000 tiền thừa đó. Bây giờ anh mà không trả tiền cho tôi sẽ điện lên tổng đài từ ngày này qua ngày kia, từ năm này qua năm nọ. Tôi sẽ điện tới suốt cuộc đời tôi, chừng nào anh trả tôi 10.000 thì thôi. Nè nè, khoan đã. Vừa rồi chị mới nói gì? Chị báo lên tổng đài. Chị báo cái gì vậy? Thì có gì đâu, hôm qua anh không trả tiền cho tôi, xong đó tôi tức quá, tôi chấm anh một sao. Tôi vẫn chưa hết tức, cho nên tôi điện lên tổng đài, tôi mét tổng đài. Tôi nói chị tổng đài, cái anh đẹp trai á, anh không chịu thối anh 10.000 tiền thừa. Thì ra từ sáng giờ không có cuốc xe nào là do chị. Ủa? Ơi, chị hại tôi rồi chị ơi, chị ba ơi, chị ba. Tôi không thứ ba nha, thứ bảy. Rồi chị bảy ơi, chị hại tôi rồi, chị biết không? Tôi không biết nha, tôi không biết gì hết trơn. Tại anh đó chứ bộ, tại anh chịu thối tôi 10.000. Tôi đã nói với chị rất là nhiều lần rồi. Chị đi cái cốt khuyến mãi 30.000, chị có đi bao nhiêu đó, chị đã sử dụng cái cốt đó một lần rồi. Mắc mới gì tôi phải trả tiền cho chị? Anh vừa phải thôi, tôi đã nói với anh rồi là hôm qua là 30.000, anh phải thối lại cho tôi 10.000 chứ anh đừng có ngang ngược kiểu đó. Trời ơi, bà mới ngang ngược á. Ai đời đi cốt khuyến mãi rồi thối 10.000 má. Bánh bèo nào đây? Bé tóc vàng, râu bắp kia. Sao? Người yêu hả? Nghĩ sao à? Nghĩ sao ông người yêu tôi? Nghĩ sao đây người yêu tôi vậy? Cho tiền tôi cũng dám quen cổ nữa. Không phải người yêu. Bạn bè không? Không. Người thân không? Không họ hàng, không bạn bè, không người thân. Nè, con bé tóc vàng mà còn râu bắp kia. Gì? Chuyện không có liên quan tới cưng. Né qua một bên thì chị đòi tiền. Anh có trả tôi 10.000 hay không? Bây giờ không né mà có trả chìa khóa cho người ta không? Tao nói không trả là không trả. Bây giờ bà trả không? Không trả đó mày làm gì tao? Trả không? Em gửi lên cái chìa khóa. Chúc anh ăn Tết vui vẻ. Con chiếc dép này chị Bảy ơi. Tôi tặng anh luôn đó. Cái này là không, cái gì đâu. Cái này chỉ là phòng thân thôi. Là để phòng thân. Ý. Đừng ngại, cái này là tôi chỉ giúp anh thôi. Giờ chở tôi đi đi. Đi. Chở đi hả? Ừ. Đi làm. Đi. Đi. Đây.